Ờ, vậy mà nói là hên. Vị trí bị nhiễm độc rồi. Tôi đếm tới bà. Rồi. Chờ chút, tôi đẹp trai quá, đâu có thể chết sớm được. Lấy cái này che mắt lại, không ai thấy đâu. Tới giờ rồi, ba. Tụi mình xong rồi. Nhưng tôi đã xin trời đàng hoàng mà. Phấn đấu lên các bạn sẽ sống thôi. Mày nghĩ mấy thằng kia còn sống không? Một đêm kinh hoàng, khó mà biết. Chỉ những thằng khôn thôi. Đừng để mình bị sát thương, đừng bao cao su, ngăn chặn không để sida lan truyền.